buổi sáng đấy các bạn ơi, mình đi dài dài thì gặp xe cuối cần dài đang gấp tắc lẻ nha các bạn, ở gặp mé sông cả. Cái này lúc trước mình quay vét kinh rồi ở Gạch Giá các bạn, cũng lâu lắm rồi. Trước lúc hồi trước Minh Hải lái nha các bạn. Xe 130 các bạn. Tắng bờ. Ra cầu á, quay qua bển quay được các bạn. Dài rồi lên kia luôn. Xe này ở trong hội đồng nha các bạn, trong xin hội đồng. Hội đồng mà xuống hướng gần ngã 6 Thanh Bình. Xe của anh Ngoan, xe của anh Ngoan.
giờ hai gạo nữa xong. Nó làm ở khu 2. Nó làm cho thêm mấy gạo các bạn. Đi rồi các bạn ơi.